khi bài ba là giải phóng Quảng Trị nữa đó, có như tập 81 ngày đêm có như chiến đấu với thành phố Quảng Trị, nó có như giải phóng sông Quảng Trị là năm 73, là có như là giải phóng cả thời chiến về được thôi, là có như là dân Việt Linh đi ra cơ bản nó có như tân kỳ là trở về ở với thân lập thị trấn. Khi được dân thị trấn về thì rất ở thì quen, nhưng mà thị trấn ngày xưa là chỉ có là từ nơi chỗ là có như là trường lại là đóng nơi chỗ cho cầu đồ mà cho về phòng nơi chỗ là huyền người ở đó là huyền người ngày xưa thôi, họ biết đến ở đấy chứ cũng có rong là còn là về đấy thì họ chúng là làm quán già thì cũng họ rác rồi thì cái bụi thì hồ bó hồ đàn mà hồ bó mà ngày xưa là không có khé hồ để mà lấp đất chờ đất mà lấp mà cứ kẹo trồn đi rồi là lớp chỗ khác thôi. Thì dù là hai bên đi là có cái cuộc hai bên là lớp dân ở trong đó là có như là mưa gió nó đi ngược đất ra tối nữa kia có ruộng nó lớp dân đi rồi miên cử lớp dân đi rồi thân đó là chưa là còn bập bập cái gì đấy là con hồ bóng hồ bóng hồ bóng hồ pháo pháo là pháo kích từ ngoài biển vô trong dòng nhiều ra còn thì trên đời là mấy bãi xuống. Cái đấy là coi như nói chúng là quá ta chứ không phải đi khôi phục dân nó phải chưa mà chu phủ là đẹp đẹp rồi đó. Từ 10-15 năm trở đây thì thị trấn Hương Trà có những phát triển, nhất là cái phát triển về cái thương mại dịch vụ thì nhiều, và thứ hai là cái cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển mạnh hơn, mà cái sự phát triển đó là cả cái nhất là nhờ cái sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng và nhà nước, thứ hai là các chính sách mà phát triển trong thời kỳ đổi mới của đảng nhà nước có, cho nên tạo điều kiện cho thị trấn phát triển. Nhìn từ đâu thị trấn Hội Xã thì ngay cái hệ thống cơ sở vật chất đó, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông thì một thị trấn nhưng mà đường xã đi lại rất khó, nhỏ hẹp và có những cái khu dân cư là chỉ như đường một, nhưng phải nói rằng là có những thời kỳ là phát triển là mở rộng các đường xã ra và có một kích thước rồi là giải phóng mặt bằng, thì lúc đầu hình thành cả cái trục đường đó, sau đó dần dần bê tông hóa rồi để nhiều hóa. Thứ hai là mạng lưới dịch vụ ngoài của nhà nước những năm trước đây, thì sau này là phát triển dịch vụ thương mại nhiều ở tất cả các khu phố, cho nên là từ đó là từ cái cơ sở chung và người dân phát triển cho bộ mặt thị trấn hiện nay ngày càng là tốt hơn và có những cái nhà hiện đại.